Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một điều Dynoman tôi không thích thú lắm với những tin tức về khủng long trên truyền thông hay những văn hóa phẩm đại chúng cùng chủ đề. Đó là khủng long thường được khắc họa như những sinh vật hung tợn và khát máu. Nói cách khác, qua sự hình dung của không ít người thì khủng long hiện lên như những vị ác thần của thế giới cổ đại. Tuy nhiên, qua một thời gian cũng gần 2 năm tìm hiểu sâu về những sinh vật cổ đại này, thế giới khủng long trong mắt tôi trở nên đa dạng và phong phú hơn thế nhiều. Nếu bạn hướng tầm mắt xuống thấp một chút, rời khỏi hàm răng sắc nhọn của những T-Rex, Giganotosaurus hay cái cổ cao vút của Argentinosaurus, bạn sẽ thấy những chú khủng long nhỏ đủ mọi hình dạng, kích cỡ ở ngay phía dưới. Chúng cũng là một phần hết sức quan trọng của thời đại khủng long mà loài người chúng ta vẫn đang ra sức tìm hiểu và khám phá. Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một loài khủng long như vậy. Nhỏ bé nhưng thông minh và có đời sống bầy đàn hết sức chặt chẽ. Thậm chí là ngay cả những con khủng long chưa trưởng thành cũng sẵn sàng che chở và bảo vệ cho đàn em của mình trước nguy hiểm khi không có khủng long cha mẹ ở bên cạnh. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trung Quốc, 120 triệu năm trước. Lúc này, vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh có một quang cảnh hết sức khác biệt so với bây giờ. Những cánh rừng trải dài ngút tầm mắt, cùng những đầm lầy rộng lớn vừa là nơi cư trú, vừa là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật, trong đó có các loài khủng long. Một trong số những loài khủng long từng sống rất đông đúc tại nơi đây là loài giác long kết lục da đòn, Psittacosaurus lugiatunensis. Chúng cũng như các loài cùng chi khác, là những con khủng long có ngoại hình khá dễ thương với cái mỏ cứng như chim vẹt, đuôi có chòm lông nhiều màu sắc, kích thước tương đối nhỏ nhắn, chỉ dài 2 mét là tối đa. Chi giác long kết Psittacosaurus cũng là một chi khủng long gắn liền với một số khám phá quan trọng gần đây về khủng long. Chẳng hạn như bộ da giác long kết Mông Cổ hóa thạch đã hé lộ cho chúng ta nhiều chi tiết từng hiện diện trên cơ thể khủng long, chẳng hạn như lỗ rốn hay lỗ huyệt. Hay mới đây nhất, một bộ da giác long kết khác cũng cho thấy sự chuyển tiếp giữa da có vảy của bò sát và da có lông vũ của chim, khi trên bộ da này hiện diện cả hai loại da ở những khu vực khác nhau. Tại đây thì chúng sống quây quần thành đàn vài trăm con, nhưng cái tổ cách nhau không quá xa để các gia đình khủng long có thể hỗ trợ cho nhau nếu có biến cố. Mỗi gia đình lại có thể có nhiều lứa khủng long con, nhưng lứa đàn anh đàn chị vẫn có thể sống cùng cha mẹ và đàn em của chúng cho đến khi đạt độ tuổi trưởng thành mới ra đi để lập gia đình riêng. Ở một số loài khủng long thì khủng long cha mẹ có tập tính chăm sóc con non khá kỹ lưỡng, không thua kém gì động vật có vú và chim ngày nay. Và có thể loài giác long kết lục da đòn cũng vậy. Con non tuy có thể tự nhai thức ăn được, nhưng lại không thể đi xa khỏi tổ. Vì thế khủng long cha mẹ buộc phải rời khỏi tổ để đi kiếm thức ăn về cho bầy con. Trong lúc đó thì những con khủng long anh chị sẽ lãnh nhiệm vụ trông đàn em nhỏ. Ở khủng long, tử suất của con non rất cao. Một con giác long kết có thể đẻ đến hơn 30 trứng mỗi lứa, nhưng số lượng khủng long con có thể sống đến độ tuổi tạm gọi là lớn khôn thường không nhiều, chỉ khoảng vài ba cá thể là cùng. Chú khủng long anh Vũ là một trường hợp như vậy. Anh Vũ là đứa con duy nhất còn sót lại từ lứa sinh trước của một cặp giác long kết cha mẹ. Vì thế anh Vũ buộc phải lãnh nhiệm vụ trông mấy em mới nở của nó, gồm 24 đứa. Tuy có một đàn em đông đúc, nhưng vì anh Vũ rất có uy với đám khủng long nhỏ nên không đứa nào dám qua mặt cậu mà quậy phá quá giới hạn. Chúng lại còn rất quấn quýt cậu, khiến anh Vũ cảm thấy rất tự hào về bản thân. Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, anh Vũ lại được giao nhiệm vụ trông đám khủng long nhỏ. Mẹ cậu dặn dò, nếu phát hiện có con khủng long ăn thịt nào lãng vãng, hãy dẫn các em vào một bụi cây gần đó để trốn. Anh Vũ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lặng lẽ nhìn bóng cha mẹ đi khuất. Trong khi đàn em thơ đang đùa nghịch trong tổ, anh Vũ lim dim mắt nhưng vẫn để tai lắng nghe mọi tiếng động. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng. Âm thanh ngầm mầm từ xa vang đến, kèm theo đó là một cột khói lớn bốc lên từ xa. Là núi lửa phun trào. Dù đó không phải là mối đe dọa từ loài ăn thịt, nhưng anh Vũ đủ thông minh để biết đó là mối đe dọa tiềm tàng. Cậu gom đám khủng long nhỏ lại rồi nói to. Mấy đứa phải theo sát anh, bám đuôi nhau mà đi, không được để lạc nhau. Nói rồi, cậu chờ cho đám khủng long nhỏ ổn định mới bắt đầu dẫn chúng đi đến nơi cha mẹ đã chỉ sẵn từ trước. Như vậy khi họ trở về không thấy vẫn sẽ biết đi tìm đàn con ở đâu. Nhưng núi lửa phun trào thì biết trốn đi đâu. Anh Vũ cũng như đàn em nhỏ không biết điều đó. Chúng chỉ biết đi đến cái đích mà cha mẹ đã vạch ra từ trước. Ngay lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng nặng hạt. Mọi thứ nhòa đi trong mắt anh Vũ, mùi tro núi lửa trộn với mùi ngai ngái của đất sập lên.
Nó cố gắng vừa dò đường, vừa trấn an đàn em nhỏ đang vô cùng hoảng loạn. Trời mưa to càng khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Và không biết từ đâu, một tiếng đập ầm ầm từ xa lao về phía đàn khủng long nhỏ. Một dòng lũ bùn kéo tới, nuốt chửng tất cả. Sau đó 120 triệu năm, vào đầu thế kỷ 21, trong những lớp đá của hệ tầng nghĩa huyện ở Trung Quốc, người ta đã khai quật được một bãi xương khủng long vô tiền khoáng hậu. Có đến 24 cá thể khủng long nhỏ nằm quây quần xung quanh một cá thể lớn. Các giám định sau đó cho thấy tất cả đều thuộc cùng một loài, đó là Psittacosaurus lusiatinensis. Những cá thể nhỏ kia là khủng long đã nở vì không tìm thấy dấu vết của vỏ trứng xung quanh, đồng thời răng của chúng đã hơi mòn đi một chút, chứng tỏ chúng đã biết tự ăn. Ban đầu thì nhận định thông thường đương nhiên cho rằng cá thể lớn hơn là cha mẹ của đàn con nhỏ này. Nhưng nghiên cứu sau đó đã bác bỏ nhận định trên khi xác định độ tuổi của cá thể lớn là khoảng 4-5 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục của Psittacosaurus là khoảng 8-9 tuổi, tức là cá thể lớn kia không phải là cha mẹ của 24 con khủng long nhỏ. Điều này hiển nhiên là đã thách thức hiểu biết thông thường của các nhà cổ sinh vật học. Phải chăng sự hiện diện của cá thể lớn là tình cờ? Hay nó chỉ được ai nó thêm vào sau khi khai quật để làm tăng giá trị của bãi xương? Những nghiên cứu về sau đã hoàn toàn bác bỏ các lý giải trên. Bộ xương của cá thể lớn hơn này và 24 cá thể nhỏ là một khối liên kết chặt chẽ với nhau. Xương của hai cá thể nhỏ còn nằm trong ổ hộp sọ của cá thể lớn. Các nhà khoa học phỏng đoán chúng đã bị chôn vùi trong một dòng chảy, nhưng không phải là dung nham, bởi không có dấu vết xương bị tổn hại do sức nóng, mà có thể là lũ bùn, một dạng bùn lỏng do nước kết hợp với các vật chất từ núi lửa tạo ra. Chính vì thế, xương sống của chúng dường như xuôi theo một hướng. Tư thế và vị trí của bộ xương cá thể lớn cho thấy nó giống như đang dẫn dắt và che chở cho đám khủng long nhỏ. Điều này khiến các nhà khoa học liên hệ đến hình thức chăm sóc lẫn nhau giữa con non của một số loài chim còn tồn tại ngày nay. Nhưng liệu điều đó có thật sự xảy ra ở khủng long hay không? Người ta từng cho rằng khủng long là những sinh vật giống bò sát nhiều hơn, chậm chạp, nặng nề vì kích thước khổng lồ của chúng và phần nào đó kém thông minh. Nhưng những khám phá cổ sinh vật học gần đây đang dần dần gạt bỏ quan điểm này. Khủng long, ở một khía cạnh nào đó, thông minh và có tổ chức xã hội chặt chẽ hơn những gì chúng ta từng nghĩ. Psittacosaurus là một trong những chi khủng long được đánh giá cao về trí tuệ, với chỉ số phát triển bộ não của chúng ngang ngửa với khủng long T-Rex, một trong những loài khủng long thông minh nhất. Điều đó phù hợp với cách hành vi như xây tổ, chăm sóc con non và ngủ giống như chim. Chính vì thế có lẽ không phải là chuyện lạ nếu như ở chúng có hành vi con non chăm sóc lẫn nhau giống như một số loài chim hiện nay vậy. Nếu có thể khủng long lớn kia thật sự là anh chị của đám khủng long nhỏ, có thể nó đã cố gắng che chở cho đàn em của mình trước một thảm họa đang đến. Dù không thành công nhưng ít nhất là nó đã làm hết sức mình. Cái chết đến như một điều tất yếu bởi không sinh linh nào có thể chống lại sức mạnh trong cơn thịnh nộ của tự nhiên. Và thứ duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua số phận chỉ có thể là may mắn. Anh Vũ cùng những đứa em của nó đã không có may mắn như vậy, nhưng chúng đã hóa thạch cùng nhau và ở bên nhau mãi mãi. Chúng không phải là ác thần những gì người ta vẫn hình dung về khủng long, mà là 25 thiên thần nhỏ đã được đưa đến thiên đường. Đó là toàn bộ nội dung của câu chuyện hóa thạch ngày hôm nay. Hy vọng câu chuyện này đã mang đến cho các bạn một cái nhìn mới về cuộc sống của các loài khủng long. Dinome xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.